Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trên địa bàn tỉnh từ sáng sớm, trưa và chiều trời mát, nắng gián đoạn. Đêm nay một số nơi sẽ xuất hiện mưa rào kèm dông lốc. Sang ngày mai, thời tiết đẹp và nắng ráo, nhiệt độ đạt ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Do độ ẩm trong không khí cao nên sẽ có cảm giác oi bức vào buổi trưa. Bây giờ là diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh, đêm nay 21 tháng 9 và ngày mai 22 tháng 9. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 25 đến 27 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2. Ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 81 đến 86%. Huyện Côn Đảo, đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Ngày mai có mưa rào nhẹ và dông, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, độ ẩm 82 đến 87%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, mây thay đổi, có dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây, Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 9 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 365cm vào lúc 4 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 115cm lúc 12 giờ 30 phút. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay đều đạt ngưỡng tốt, không khí trong lành. Với 3 khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 21 tháng 9 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 20, mức tốt. Chất lượng không khí tại thị xã Phú Mỹ đo tại trạm quan trắc trường đại học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 26. Tại thành phố Bà Rịa, chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4 duy trì ở mức tốt 22.